Và xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay Thắng tiếp tục xin giới thiệu các bạn về một cái gói cước mới, đó là gói Max 200. Thì Thắng xin lưu ý là một vấn đề nữa là gói Max của bên Vinaphone. Thì đây là gói Max này á, các bạn sẽ đăng ký sẽ có cái lưu lượng băng thông tốc độ cao. Nhưng khi sử dụng hết cái băng thông tốc độ cao này, nó vẫn có thể truy cập được Internet bình thường trong vòng 1 tháng các bạn nhé, không phải ngừng truy cập. Thì đây, Thắng xin giới thiệu các bạn về gói cước Max 200 với 200.000 đồng 1 tháng. Các bạn được có ngay là 60GB data dung lượng tốc độ cao sử dụng trong 1 tháng. Nhưng khi sử dụng hết cái băng thông tốc độ cao đó thì các bạn vẫn sử dụng được Internet với tốc độ thông thường. Cho nên các bạn đăng ký cái này không giống như những gói khác. Thắng lưu ý riêng gói Max thôi. Riêng gói Max, các bạn lưu ý là riêng gói Max. Thì khi sử dụng hết băng thông tốc độ cao vẫn sử dụng được Internet bình thường. Đó, thì Thắng xin nhắc lại cái chương trình khuyến mại gói Max 200 của Vinaphone như sau. Với 200.000 đồng 1 tháng, các bạn sẽ được 60GB băng thông tốc độ cao. Khi sử dụng hết 60GB băng thông tốc độ cao trong 1 tháng đó thì các bạn vẫn có thể truy cập Internet được bình thường nha. Và cái cú pháp đăng ký gói Max 200 như sau. Các bạn hãy soạn tin nhắn Max 200 khoảng trắng DL khoảng trắng 038 989 1989 và gửi đến đầu số đăng ký gói 3G của em Vinaphone là 1543. Và Thắng cũng xin nhắc lại một lần nữa là bất kỳ gói cước nào đăng ký với cú pháp mà có cái mã số của bên Thắng thì tất nhiên Thắng cũng sẽ được ghi nhận chi tiêu. Thì Thắng cũng xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và đã đăng ký, và Thắng cũng được ghi nhận cái phần chỉ tiêu đó. Thắng xin chân thành cảm ơn ạ. Thì gói Max này nó có chương trình là đóng 6 tháng hoặc 1 năm luôn. Thì nên mọi người nếu mà có nhu cầu mà sử dụng lâu dài thì các bạn nên đăng ký gói Max luôn 6 tháng hoặc 1 năm thì xài cho tiền và không phải đóng thêm tiền. Thì nếu mà các bạn đăng ký gói Max 6 tháng thì cú pháp cũng đơn giản thôi. Các bạn hãy soạn là 6 Max 200 khoảng trắng DL khoảng trắng 038 989 1989. Và tất cả các cú pháp Thắng vẫn để ở dưới phần bình luận của video này. Nếu mọi người thấy hay, hãy nhấn like và subscribe kênh giúp Thắng nhé, để theo dõi những chương trình khuyến mại mới nhất của dịch vụ VMT Vinaphone. Thắng cũng xin chân thành cảm ơn. Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Rồi, xin chào, tạm biệt.